Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, nên lìa trí nhất thiết trí.